Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay sáng ngày 29 tháng 7 thì kênh Phúc Hay Ẩm Thực sẽ đưa thông tin cho cô chú anh chị và các bạn theo dõi. Thì ngày hôm nay thì có thông tin thì nghệ sĩ Xuân Yến, mẹ vợ của Kim Tử Long, mẹ của Chinh Chinh đã qua đời. Thì hôm nay kênh Phúc Hay Ẩm Thực cũng như các kênh như Cuộc Sống Việt Nam đưa tin gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn cái thông tin thì nghệ sĩ đã qua đời, mà cô chú anh chị và các bạn xem. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh Phúc Khang Ẩm Thực tin 29 phần 7. Nghệ sĩ Xuân Yến, mẹ vợ nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long qua đời. Nghệ sĩ Xuân Yến, mẹ vợ nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long qua đời. Icon, bà được giới chuyên môn nhận xét là một nữ diễn viên sân khấu nổi danh trong nhóm Mũ Nữ Hổ Tướng của nghệ thuật cải lương Hồ Quảng thập niên 60. Gia tộc Minh Tư Thanh Tổng thông báo nghệ sĩ Xuân Yến qua đời vào 1 giờ sáng ngày 29 tháng 7 tại Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 80 tuổi. Do tuổi cao sức yếu, bà nằm viện hơn một tháng, sức khỏe ngày càng đi xuống. Nghệ sĩ Xuân Yến mắc bệnh tim và tiểu đường nhiều năm nay. Tháng 2 năm 2017, bà từng nhập viện cấp cứu trong tình trạng mê man, khó thở do suy tim. Tang lễ nghệ sĩ diễn tại nhà riêng ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh từ ngày 29 tháng 7 1/8, sau đó đưa linh cữu bà an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên Gò Đen. Nghệ sĩ Mạch Lựu từ Australia chia sẻ, chị Thư Xuân Yến cởi mở, vui tính, hòa đồng của chúng tôi vừa đi xa. Vợ chồng tôi ở xa đau lòng và thương tiếc khôn nguôi. Nghệ sĩ Xuân Yến tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Yến, sinh năm 1944, thành viên gạo cội của gia tộc cải lương Tuồng cổ lừng danh Minh Tơ Thanh Tòng. Bà là cháu cố của bà Bầu Vĩnh Xuân, cháu nội ông Bầu Thắng, con gái nghệ sĩ Minh Tơ Bảy Sự, chị ruột nghệ sĩ Nhân Dân Thanh Tòng, mẹ nghệ sĩ Trinh Trinh và mẹ vợ nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Bà lớn lên trong rạp hát, hàng ngày đến trường học chữ, về nhà học nghề. Từ nhỏ, nghệ sĩ đã được cha truyền dạy nhiều thể loại vai đào, thậm chí ghép võ. Năm 6 tuổi đã đóng vai đào chính tại đoàn đồng ấu Minh Tơ. Thập niên 1960, Xuân Yến trở thành đào chính đoàn cải lương Tuồng của Minh Tơ, sau đó hoạt động tại gánh hát Vĩnh Xuân Khánh Hồng. Bà được xem là chị cả của các thế hệ nữ nghệ sĩ trên sân khấu cải lương Tuồng cổ, ghi dấu ấn trong các vở Trảm Trịnh Ân, Mạnh Lệ Quân, Thần Nữ Dâng Ngũ Linh Kỳ, Điều Tam Xuân Báo Phô Cửu. Không chỉ đóng đào, nghệ sĩ còn từng thể hiện loạt vai ghép võ như Quan Công, Tiết Nhân Quý, Lữ Bố, Triệu Tử Long. Năm 1972, Xuân Yến theo đoàn hát bội của nghệ sĩ Thành Tôn ra Bình Định biểu diễn. Tại đây được bà Bầu mời gia nhập gánh hát Kim Trường và lần đầu gặp gỡ chồng sau nghệ sĩ Hữu Cảnh. Năm 1975, họ kết hôn, sinh ba con đều là nghệ sĩ gồm Trinh Trinh 1977, Bảo Trân 1979 và Bảo Châu 1982. Xuân Yến có ba con với chồng trước, một trong số họ là diễn viên Xuân Trúc. Năm 1988, nghệ sĩ Hữu Cảnh qua đời do đột quỵ. Khi có tuổi, Xuân Yến lui về diễn vai phụ, yểm trợ cho nghệ sĩ trẻ là con cháu của gia tộc Minh Tơ Thanh Tòng. Khi em trai nghệ sĩ Nhân Dân Thanh Tòng sáng tác các kịch bản ca ngợi lịch sử dân tộc, bà luôn đồng hành góp mặt trong các vở Câu Thơ Yên Ngựa, Tô Hiến Thành Sử Án, Nữ Tướng Ngùi Thị Xuân, Ngọn Lửa Thăng Long, Má Hồng Soi Kiếm Bạc. Sau này, bà còn nhiều lần tổ chức chương trình hát cúng đình dịp lễ kỳ yên của nhiều hội đình ở miền Nam, mời các diễn viên xuất thân từ cuộc thi chuông vàng vọng cổ tham gia để người trẻ có cơ hội cọ sát với nghề. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Đừng quên cho kênh một like, một chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Thì thông tin của nghệ sĩ Xuân Yến, mẹ vợ của Kim Tử Long, đã qua đời ngày sáng ngày 29 tháng 7. Thì kênh Phúc Khang Ẩm Thực đưa tin gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đừng quên cho kênh Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ, chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn.